ăn ăn đây là lá xấu ăn được hỏi hai nhở rồi anh ngoái tiếp đi nào. Giết điếu cày Việt Nam tí này phê đấy rồi. Tôi cũng không biết sai lầm lớn nhất luôn. Chuyện này nếu quẩy xong nó sai lầm lớn nhất. Mình làm cái này làm bài bài văn hóa nữa. Làm rồi. Không phải hơi đa tài à, hơi biết đỉnh. Này là bao nhiêu nhỉ? 36 phép tấn công đến ngoài á, 72 trong đấy có phép quẩy. Này